tôi là Thông đến từ Tradecoin Asia đây. Hôm nay tôi hướng dẫn cho các anh chị mà một cái quỹ đầu tư rất là nổi tiếng mà chúng ta tôi đang theo cái chuỗi đầu tư series ở trên kênh Tradecoin Asia YouTube. Đó là tôi phân tích khoảng 30 đến 50 quỹ đầu tư lớn trong thị trường, cách họ đầu tư như thế nào, tại sao họ nhận thấy dự án đó tiềm năng và chúng ta sẽ đầu tư theo cá mập lớn thế nào. À, tôi không biết là anh chị sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trên thị trường Nhưng mà nếu anh chị bơi theo cá mập mà anh chị biết cách họ vận hành Thì anh chị có thể kiếm được những cái rơi rác ở trên thị trường tức là những cái à, họ ăn được cái tiền tấn thì anh chị cũng phải ăn được tiền đồng, tiền à, tiền thẻ à, bơi theo đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay ở à, cái 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 quỹ đầu tư có tên là CMS Holding ấy, à, người ta đang đầu tư vào rất nhiều cái đồng tiền. Nhưng mà anh chị em thấy là ở trên à, CMS Holding đã tập trung đầu tư vào Solana rất là nhiều bằng chứng là trong thời gian vừa qua họ đã đầu tư à, những cái hệ sinh thái của Solana, đó là FTX này, Solana này. Serum và Oxygen đều à, ở trên à, cái Solana ecosystem các anh chị, FTX là sàn của Samsung rồi. À, rồi, à, Surprise Finance cũng là liên quan đến tổng hợp tài sản à uh, Surprise nha đây là một cái uh, giao thức về protocol về tổng hợp tài sản ở trên hệ sinh thái Solana tất cả cái này là ở trên hệ sinh thái Solana và C10TV hay là vừa rồi uh, Parrot đã đã IDO rất là thành công uh, huy động được tám mươi mấy triệu đô ở trên sàn gây đây là cái mảng về landing borrowing và và đây là cái những cái yeah, những cái dự án những cái project nằm trên cái yeah, cái hệ sinh thái Solana thì đây chỉ là một phần của cái quỹ đầu tư CMS Holding thôi. À, chúng ta sẽ coi nha. À, cái CMS Holding này thì đầu tư khá là nhiều cái à, khá là nhiều cái gì ạ? Là cái đồng. Tuy nhiên thì à, đây là những đồng có thể anh chị chưa quen hoặc là anh chị chưa biết. Ví dụ như Dodo à, thì anh chị biết này. À, Messari thì cái công ty về phân tích thị trường để Dodo là sàn về decentralized này đó D-Ray này là game à, game à, trong cái mảng về NFT Metaverse đó, đó. À, là sàn về Decentralized x là sàn về giao dịch phái sinh Decentralize uh, Decentralized Solona à, rồi có Silot này là một cái sàn về giao thức AMM ở trên nền tảng uh, Solona này đó Oxygen à, anh chị biết này rồi đây là một cái nền tảng về giao thức layer 3 trên nền Solana đó là Impossible Finance là bán IDO này. BlockTor này hay là Open Ocean là giao thức AMM. Hoặc là anh chị biết như là di yeah, economy hoặc là cái tổng hợp về về yeah, tổng hợp về lending đó uh, Swivel Finance này. Uh, Saber thì anh chị biết cái sàn AMM trên nền tảng Solana. À uh, Uh, Pocadex là uh, Pocadex là giao thức AMM trên nền tảng à, uh, Linear Finance, rồi uh, Injective, uh, Perpetual Protocol. Đây là cái sàn về nền tảng gì ạ? Liên quan đến uh, uh, giao dịch Phái sinh, rồi Serum tổng hợp thanh khoản cũng như giao dịch AMM ở dạng uh, AMM và Book Order trên uh, Serena, uh, Solana Solana. Avalancha, cái mạng về liên quan đến nền tảng về smart contract Avalancha upbot trên Solana liên quan đến mạng về trading, power trade cũng vậy. Rồi, họ đầu tư rất là nhiều. Tuy nhiên thì đó đi trade hay là giao thức về cái gì ạ, à, rất là nhiều các anh chị. Tuy nhiên thì tôi cho các anh chị coi cái quỹ đầu tư này thì nếu anh chị theo quỹ đầu tư này thì uh, trong một năm vừa qua anh chị sẽ lời nhiều nhất nếu anh chị theo cái quỹ CM, CMS Holding này thì anh chị em sẽ lời đồng nào nhất nha đó là anh chị sẽ lời đồng Slonia nhất là x7 uh, gần 8 lần uh, uh, gần 7 uh, gần 80 lần Solona là gần 80 lần uh, Perpetual là là lời 9 lần Intractive là 1 chấm uh, hơn 134 phần trăm linear là hơn 2 chấm đô là hơn uh, gần 5 chấm oxygen là 50 phần à. trăm đây rồi uh, oxygen rồi à, anh chị em thấy đó là trong năm vừa qua là anh chị đầu tư theo những cái hệ sinh thái của CMS Holding thì anh chị lời những cái đồng này tuy nhiên à, đây trong 30 ngày vừa qua thì Sona và Ocean vẫn là tăng trưởng ấn tượng nhất và còn lại thì giảm nhẹ theo thị trường thế thì ở trong những anh chị em sẽ coi này trong 30 ngày vừa qua hệ sinh thái này đã có đồng nào giảm mạnh nhất thì đây là cơ hội để anh chị nghiên cứu Nếu anh chị muốn đầu tư theo cái quỹ CMS holding này Thì cái đồng nào giảm nhất theo thị trường vừa rồi Thì anh chị có thể cân nhắc cái việc tìm kiếm cái vị thế vào lệnh Bởi vì khi thị trường mà nó đang giảm xuống Thì anh chị có cơ hội để mua cái đồng đó với giá bằng một nửa Mà trước đó những nhà đầu tư trader khác phải trả tiền đủ 100% Thì bây giờ anh chị chỉ trả một nửa thôi Anh chị đã có sở hữu đó thôi Thì vị thế của anh chị tốt hơn Tức là nó chỉ giao dịch lên một chút xíu nữa thôi Là anh chị có thể là có lời còn những người mà nắm giữ ở thời điểm định 100% thì họ đang phải chờ đợi thêm đúng không nào Cho nên cái vị thế của họ không tốt bằng anh chị đâu Thì anh chị sẽ quan tâm là hiện nay à, đó à, trong 30 ngày vừa qua giảm nhiều nhất đó là đồng à, đô đô Và hiện nay giá của nó chỉ xoay quanh 1.2 thôi Nếu anh chị thích cái nền tảng AMM đô đô thì anh chị có thể cân nhắc à, mua đô đô để vào lệnh đô đô này Đó à, đô đô là một trong cái sàn giao dịch em uh, nổi tiếng và hỗ trợ multi chain và giá, giá bị biến động mạnh nhất trong 30 ngày vừa qua và giá cái cái đô la của nó hiện nay cũng rất là gì ạ là là là, là rẻ các anh chị đó uh, đây là sàn decentralize nha thế thì uh, câu chuyện là rồi đồng siren này uh, đó giá cũng rất tốt rồi linear linear thì giá là 0,03 À, market cap của nó đang thấp thì cơ hội tăng lên uh, volume là vẫn có và 30 ngày vừa qua tôi gợi ý cho các anh chị vài đồng để anh chị nghiên cứu để anh chị uh, tìm cái điểm giá tốt vào lệnh nha đó là đô đô hoặc linear này đồng lina này cũng tốt giá của nó cũng tương tự như là linear này à, và và uh, cái volume giao dịch của nó còn tốt hơn cả linear này nữa và gì yeah, ạ uh, 30 ngày vừa qua nó giảm 33% rồi Kilin là một mạng nằm trong cái hệ đốt Uh, giá của nó cũng đang rất tốt và vốn hóa đang nhỏ và giảm nhiều nhất trong 30 ngày vừa qua hoặc là cái uh, cái đồng Peptio này thì tăng mạnh rồi. Trong 30 ngày vừa qua thì giảm 29% thôi nhưng mà nó đang tăng rất mạnh rồi cho nên đồng này tôi không khuyến nghị các anh chị cân nhắc đầu tư. Uh, đồng uh, Kai này cũng được, giá đang tốt và giảm 30 ngày vừa qua ok. Uh, và cái rồi cái đồng Dora này À, hai đồng này thì giá nó khá là cao rồi và đó thì anh chị em thấy rồi 30 ngày vừa qua thì hai đồng này nó tăng trưởng thế thì nếu mà cân nhắc đầu tư à, theo cái hệ này á, thì tôi khuyến nghị các anh chị coi ba đồng một là đô đô hai là linear ba là đồng uh, kilin này thì đây là ba cái đồng mà anh chị em còn à, đồng cai này thì anh chị em cân nhắc tìm cái điểm vào lệnh giá tốt của họ bởi vì 30 ngày vừa qua nó đã giảm uh, gần một nửa rồi. Thì vị thế của anh chị bây giờ rất tốt, anh chị có thể DCA tức là mua uh, 50% cái số tiền của mình dự phòng vào cái đồng đó trước sau đó nếu tiếp tục giảm thì anh chị có thể DCA tức là mua quân bình giá thêm còn nếu như mua xong mà nó lên thì chúc mừng các anh chị bởi vì sao ạ vị thế các anh chị đang tốt hơn những cái trader khác bởi vì giá đang giảm đến tận 40 50 thì chỉ cần hồi phục lại giá thị trường trước khi giảm thôi là anh chị đã có lời rồi đó là lý do tại sao tôi khuyến nghị các anh chị quan tâm đô đô linear hoặc là kilin hoặc là kai này À, được không ạ? Thế thì uh, đó là cái khuyên nghị đầu tư của tôi Đa số uh, phân tích một chút xíu về cái CMS Holding này Thì có một cái điều đặc biệt là uh, cái hệ sinh thái CMS Holding này Thì uh, uh, tập trung về thanh khoản đó Tập trung về thanh khoản và do những cái nhà đầu tư lớn trong thị trường nắm giữ Và họ, uh, uh, thì anh chị em thấy là họ tập trung vào sàn phi tập trung Sàn phái sinh uh, Và tập trung vào quản lý data tập trung vào phái sinh rất nhiều anh chị phái sinh rất nhiều này tập trung về trung về information thì có Dora Factory này rồi các sàn về decentralized đa số á tôi thấy là CMS Holding tập trung đầu tư về sàn phái sinh và sàn phi tập trung còn lại bên này không đầu tư vào hệ sinh thái liên quan đến sàn tập trung nhiều à, và chỉ có là đầu tư vào Solana thôi là và Nevers này thôi là nói đến hợp đồng thông minh thôi còn lại thì họ đầu tư tập trung vào sàn à anh chị thấy là khẩu vị đầu tư của họ đó là đầu tư vào phái sinh và đầu tư vào sàn decentralize à, và chỉ có đầu tư vào solona là hợp đồng về thông minh thôi còn lại thì họ đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực về thanh khoản đó là cái đặc điểm nhận dạng của cái à, quỹ cms holding thế thì à, à, bản thân quỹ đầu tư của chúng tôi à, đầu tư theo cms holding thì có con nào thì uh, tôi uh, trong cái quỹ đầu tư của chúng tôi thì có một cái con mà có theo uh, 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 theo gì ạ theo cái quỹ đầu tư này đó là uh, uh, đó là đô 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 các anh chị đô đô thì chúng tôi có uh, đô đô ở trong tài khoản đây anh chị thấy đô đô là cũng nằm trong cái danh mục đầu tư của chúng tôi à, đây đô đô đây đô đô đây rồi ok đô đô là một trong những quỹ đầu tư mà chúng tôi có theo đô đô này Được không ạ ok rồi à, họ đầu tư vào uh, solona thì chúng tôi vừa bán cái, chúng tôi có solona nhưng mà bán rồi à, ngoài đó ra thì họ đầu tư vào gì yeah, uh, linear thì Lydia và kilin này chúng tôi đang đặt giá để uh, tìm cái điểm vào lệnh tốt bởi vì giá của nó bây giờ rất tốt để có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư. Trước đây các anh chị phải mua cái uh, uh, Kylin này thì bây giờ đang lô cap, cơ hội vẫn còn tăng. Uh, và đó Dora này cũng lô cap đó, thì anh chị em có thể cân nhắc đầu tư được. còn Oxygen uh, thì cũng là lô cap khoảng trăm mấy cũng là lô cap. đó thì anh chị em thấy là nếu anh chị đầu tư vào những dòng lô cap mà những quỹ đầu tư đầu tư vào lớn á, thì đó sẽ có cái điểm gọi là pump hook để nó tăng trưởng trong tương lai. Thì anh chị thì em thấy là uh, cap của nó đang tầm ở dưới là 300 triệu đổ lại thì cơ hội vẫn, nếu như nó x10 anh chị uh, chấp nhận nó là x10 tài khoản thì uh, cái market cap lên khoảng 3 tỷ anh chị chốt thì là x10 bởi vì uh, những cái đồng hiện nay nếu mà đầu tư theo kiểu là 300 triệu đổ xuống hoặc là nếu như đầu tư bên dưới thì khoảng dưới 10 triệu, ví dụ như đô uh, uh, ra này, trên 10 triệu là anh chị có thể đầu tư được này. Đó À, rồi anh chị có thể đầu tư cáp của cái đồng uh, mic này này đó cáp cũng chưa có lớn này linear thì 160 là cũng khá lớn rồi này đô đô là 134 cũng tương đối kilin thì 36 cho nên kilin này nếu anh chị thích những cái kèm mà lô thì kilin này và yeah, uh, gì ạ hay là DORA là một trong những cái khoản uh, hoặc oxygen này đó thì là một trong những đồng tốt và có lô cát và giá với họ cũng rất tốt để anh chị có thể cân nhắc đầu tư và trong 30 ngày vừa qua do thị trường biến động thì nó tạm thời giảm thôi thì vị thế các anh chị ăn tốt cho nên tôi khuyến nghị các anh chị là quan tâm những cái đồng sau đây đó là đô đô à, linear kilin ichemic hoặc là dora hoặc là gì yeah, oxygen đây là những cái khuyến nghị đầu tư của tôi khuyến nghị mà anh chị có thể cân nhắc để tìm điểm vào lệnh hợp lý đó còn bản thân tôi thì tôi vẫn có cái 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 uh, Alpha Finance Lab này thì họ cũng đầu tư và tôi cũng đầu tư vào cái này thì đó là những cái uh, đồng mà tôi khuyến nghị các anh chị nên cân nhắc để tìm kiếm gọi điểm đầu tư rồi ngày hôm nay tôi đã chia sẻ các anh chị về cái cách để anh chị có thể là à tôi, uh, một số anh chị hỏi tôi là làm thế nào để quản lý được cái danh mục đầu tư mà nhiều nơi như vậy thì tôi đã dùng cái hệ thống nền tảng CoinGen với cái sản phẩm của họ có tên là Crypto Portfolio Tracker và cái hay của nó là nó có thể track được cái à, tất cả những cái tài khoản của tôi ở trên Binance và các sàn, các ví và nó móc về và nó cho tôi biết cái giá trung bình, giá hiện tại và biến động trong 24 giờ và hiện nay thì à, là nó khuyến nghị cho và tôi có thể biết được cái lịch sử, à, à, có thể biết được là hiện nay à, có thể là là tôi đã order cái lệnh nào và ở đâu giá bao nhiêu thì là làm cơ sở để nó tính được cái giá trung bình. Giá trung bình để làm gì? Cái này rất là quan trọng. Giá trung bình là quan trọng để như vậy để làm gì ạ? Để có thể biết được là hiện nay đang lời hay lộ và à, có thể khuyên nghị khi nào nên bán. Đó, đó, à, báo cho anh chị như vậy. Ví dụ như cái đồng ADA này à uh, mua 1.6 mà bây giờ là 2.3 thì đang có lời đúng không? Đang có lời đó. Thì anh chị có thể cân nhắc trong cái việc mà theo uh, đăng ký một cái tài khoản này vào cái sản phẩm Crypto Portfolio Tracker để uh, kiểm tra cái danh mục của mình đã có lời hay lỗ. Ok, anh chị nên đăng ký một cái tài khoản coigen.net nha. Rồi, chúc mừng các anh chị, chào các anh chị và hẹn các anh chị vào uh, các buổi sau về phân tích một cái quỹ đầu tư khác mà tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị nên cân nhắc vài đồng nào mà rất tốt để anh chị, nếu anh chị là thích kèo low cap, giá đang tốt và market cap trên TVL đang thấp thì anh chị có thể theo dõi cái kênh của tôi để có thể theo dõi nhiều cái video clip của tôi tiếp theo hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.